trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem nhanh chóng những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề. Chào các bạn, lại thêm một chiếc máy bay nữa là bị rơi ở Phú Yên. Phi công tử vong ngay tại chỗ. Sau ít phút cất cánh, máy bay L-39 của Trung đoàn Không quân 910 bất ngờ chao đảo trên không và lao xuống cà sát mặt quốc lộ 1A rồi phóng xuống đồng ruộng. Sáng ngày hôm nay 26 tháng 8, ít phút sau khi cất cánh, máy bay L-39 số hiệu 8705 của Trung đoàn Không quân 910 thuộc trường sĩ quan không quân bị rơi xuống cánh đồng thuộc xã Hòa Thành, Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Lãnh đạo trường sĩ quan không quân đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa cho biết sáng nay hai máy bay L-39 thực hiện bài tập chiến đấu mới cất cánh khỏi đường băng khoảng ít phút thì máy bay số hiệu 8705 do học viên lái phía sau bất ngờ gặp sự cố rồi rơi xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh, học viên không kịp nhảy dù đã tử vong. Theo người dân, máy bay bay khá thấp, bất ngờ chao đảo rồi lao xuống vướng dây điện trước khi rơi cà sát mặt quốc lộ 1A. Phóng xuống ruộng, một người đàn ông chạy trên đường thấy máy bay vụt qua đã hoảng loạn phanh gấp và bị ngã. Tại hiện trường, máy bay bị vỡ phần đầu nằm trên đám ruộng cách quốc lộ khoảng 100m hướng đông. Lực lượng chức năng đang làm việc xung quanh máy bay tìm kiếm các mảnh vỡ. Trong thông báo phát đi sau tai nạn, Bộ Quốc phòng cho biết 8 giờ 45 phút sau khi cất cánh từ sân bay Tuy Hòa, Phú Yên, lấy độ cao bay tập luyện, máy bay do Thượng sĩ Phạm Đức Trung, 24 tuổi, quê Ninh Bình, học viên phi công, lái bị hỏng động cơ. Anh Trung đã nhận được lệnh lái máy bay quay trở về nhưng không kịp. Máy bay bị rơi xuống cánh đồng tại thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, khiến phi công tử vong ngay tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, cứu nạn nhân, khắc phục hậu quả. Hiện trường đang được phong tỏa rất nghiêm ngặt. Đến 12 giờ hôm nay ngày 26 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết hoạt động lưu thông trên đường quốc lộ 1A đoạn máy bay gặp nạn đã trở lại bình thường. Những dấu hiệu tại hiện trường cho thấy phi công đã cố gắng hạ thấp độ cao để tránh đường dây điện nên càng máy bay quét một đoạn ngắn trên giải phân cách đường. Về máy bay, L-39 là một cái máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực do hãng Aero Vodor Jordi tiếp khắc nghiên cứu phát triển từ những năm 1960. Máy bay này được Không quân Nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ và huấn luyện phi công quân sự. Đến năm 2007, trong lúc huấn luyện, một chiếc máy bay L-39 cũng đã bị rơi tại biển thuộc địa phận xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Phi công có mặt trên máy bay đều bị thiệt mạng. Hello, chào các bạn, rất vui được gặp lại với các bạn trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem nhanh chóng những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề.